chào quý khán giả đang đến với chương trình Huế tình ca muôn thuở. Thưa quý vị, nhắc đến nhạc sĩ Châu Kỳ là nhắc đến một ca sĩ nhạc sĩ tài danh của xứ Huế với nhiều ca khúc bất hủ như Con đường xưa em đi, Giọt lệ đài trang, Đón xuân này nhớ xuân xưa, vân vân. Nhạc sĩ cũng có nhiều nhạc phẩm về quê hương xứ Huế, trong đó Hương Giang còn tôi chờ là một nhạc phẩm được nhiều thế hệ yêu thích. Chương trình Huế tình ca muôn thuở hôm nay mời quý vị đến với nhạc phẩm này của nhạc sĩ Châu Kỳ. Người sáng mưa gió miên man nghe thấm lạnh chiều hoàng, tôi nhớ tên nàng không đếm được thời gian, nghe tiếng chuông chùa vang khơi lòng thương chưa chan, thương mái tranh thưa thương dáng hình người xưa, chiều đưa em hỏi anh về chưa để em còn mong chờ, bao tình luyến lương còn nữa đâu, giờ em biết phương nào, cầu thế đã lời mến yêu càng khơi nhớ thương nhiều, thương mái tranh thưa thương dáng hình người mơ, đời nén hương xưa tôi khép chặt tình thơ, cho đến bao giờ ta nối lại đường tơ trên bến sông thuyền đưa dưới trăng con tôi chờ. Châu Kỳ sinh năm 1923 tại làng Dưỡng Mông, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cha ông là Châu Huy Hà, một nghệ nhân ca Huế. Chị là Châu Thị Minh, người từng được coi là một trong ngũ nữ minh tinh của Việt Nam. Thuở nhỏ, Châu Kỳ học ở trường tiểu học Dưỡng Mông. Sau ông lên Huế, học ở trường Ly Dê Khải Định. Ở đây, Châu Kỳ gặp được sư huynh Petrus Thiều, một tu sĩ vừa giỏi về nhạc lý và sáng tác, vừa sử dụng thanh thạo nhiều loài nhạc cụ phương Tây. Sẵn dòng máu văn nghệ trong người, lại được thầy giỏi hướng dẫn, nên việc học nhạc và học hát của Châu Kỳ rất mau tiến bộ. Khi chị gái là Châu Thị Minh lập đoàn ca kịch Huế mang tên Hồng Thu, ông đi hát trong đoàn của chị, từng lưu diễn khắp nơi. Nhạc phẩm đầu tiên Châu Kỳ sáng tác là bài Trở Về khoảng giữa thập niên 1940, được nhà xuất bản Tinh Hoa mua bản quyền in tờ nhạc. Sau đó, một số tác phẩm mang âm hưởng cổ nhạc miền Trung của ông tiếp tục ra đời như Khúc Ly Ca, Từ Giả Kinh Thành, Khi Ánh Trăng Vàng Lên Khơi, gặt hái được nhiều thành công. Ông quyết định bỏ dở sự nghiệp ca hát để trở thành nhạc sĩ, sáng tác cho đến hết đời. Còn nữa đâu, giờ em
tranh thưa thương dáng hình người mơ. Đời nén hương xưa tôi hết chặt tình thơ, cho đến bao giờ ta nối lại đường tơ, trên bến sông thuyền đưa dưới trăng con tôi chờ. Cũng như nhiều nhạc sĩ tài hoa người Huế dành nhiều tình yêu cho mảnh đất mình sinh ra và lớn lên, nhạc sĩ Châu Kỳ cũng dành nhiều tâm huyết để sáng tác nhiều ca khúc cho Huế, vừa bày tỏ, vừa để giải tỏa tình yêu sâu đậm của mình dành cho vùng đất sông Hương nổi ngừ, nơi ghi dấu những tháng ngày tuổi trẻ sôi nổi nhưng cùng nhiều đa đoan của ông. Nói về nhạc sĩ Châu Kỳ thì trước khi mà Châu Kỳ trở thành nhạc sĩ, ông là một diễn viên kịch. Nhưng mà đến năm 1943, khi ông về tại Huế thì là nghe một tin dữ là mẹ ông bị mất là do vấn đề chết đuối trong một cơn lũ. Từ đó ông buồn rầu và ông sáng tác một cái bài gọi là đầu tay của ông là ca khúc Trở Về, được giới người yêu âm nhạc rất là chú ý. Ông còn nổi tiếng là một ông vua phổ thơ, chuyên về phổ thơ. Ca khúc của ông viết về Huế là rất hay. Lý do thứ nhất là ông xuất thân từ một gia đình mà anh chị em đều sống trong vấn đề cổ nhạc, âm nhạc cổ Huế. Và ông rất là có cái vốn luyện phong phú về âm nhạc cổ mang tính miền Trung. Thứ hai là ông may mắn, ông gặp được nhạc sĩ Petrus Thiều, người đã hướng dẫn và dạy sáng tác. Cái ca khúc mà ông viết, sáng tác, đa số là đều mang âm hưởng âm nhạc cổ của miền Trung. Cuộc đời sáng tác của nhạc sĩ Châu Kỳ có rất nhiều giai thoại còn được kể đến tận ngày hôm nay. Có thể kể đến mối tình và cuộc hôn nhân của ông với một trong những nữ ca sĩ tài sắc nổi tiếng, Mộc Lan. Hai người đã từng có một thời gian sống và làm việc tại Đài Phát Thanh Huế bên chân cầu Tràng Tiền, tiền thân của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế bây giờ. Sau đó thì họ chia tay. Và nhạc sĩ Châu Kỳ nam tiến vào Sài Gòn, tiếp tục sự nghiệp của mình. Châu Kỳ được vinh danh là một trong những nhạc sĩ đầu tiên của dòng nhạc Bolero với rất nhiều tác phẩm để đời. Đặc biệt trong đó có nhiều nhạc phẩm viết về xứ Huế, quê hương ông. Điển hình là những bài Con đường xưa em đi, Giọt lệ đài trang, Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa, Đừng nói xa nhau, Đàn không tiếng hát, Thương về miền Trung, vân vân. Hương Giang còn tôi chờ cũng từng được xem là một trong những bài hát hay viết về Huế của nhạc sĩ Châu Kỳ với những giai điệu da diết luyện thương. Thưa quý vị, như một duyên phần trở trêu, mỗi ca khúc phổ biến của nhạc sĩ Châu Kỳ đều gắn với trắc trở của một bóng hồng nào đó. Những bóng hồng luôn gắn liền kỷ niệm với cổ đô. Có hiểu được cuộc đời Châu Kỳ gắn bó và khắc khoải như thế nào với xứ Huế, mới hiểu được tại sao ông lại luôn nhớ thương về mảnh đất cổ đô xinh đẹp với những giai điệu buồn da diết gửi trong những bài ca điệu nhạc. Mời quý vị cùng thưởng thức trọn vẹn ca khúc Hương Giang Tôi Còn Chờ qua tiếng hát. Người sáng mưa gió miên man nghe thấm lạnh chiều hoàng, tôi nhớ tên nàng không đếm được thời gian, nghe tiếng chuông chùa vàng khơi lòng thương chưa chan, thương mãi tranh thưa thương dáng hình người xưa. Mấy cho vui
anh về chưa, để em còn mong chờ. Còn tôi chưa.